Xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Hùng Vlog nha. Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với một cái chủ đề tài về nhân giống con chó Sù Bắc Hà với cái màu đỏ sô cô la này. Thì trước mắt của các cô chú anh chị em đây là con Tôm. Đấy, một trong những huyền thoại của trại chó Sù Bắc Hà Lâm Đồng. Thì em cũng phải muốn nói và muốn nhắc lại với các cô chú anh chị em, nhiều người hay hỏi em là Tú ơi, thế nhân cái sô cô la với cả đực sô cô la thì nó có đẻ ra màu sô cô la hay không, hay là nhân như thế nào để cho nó ra cái màu sô cô la này. Thì thực sự cũng phải chia sẻ với các cô chú anh chị em là cái màu sô cô la trong cái màu đỏ, trong cái bảng màu đỏ, nó là một cái màu được anh em trong giới chơi hiện nay vô cùng tôn trọng, và nó như là một cái màu huyền thoại mà các cô chú anh chị em nào mua cũng bảo là Tú ơi, chọn cho màu sô cô la rồi là có màu đỏ sô cô la không. Thì nói chung là cái gốc gác của cái con chó đỏ sô cô la này ấy, thì nó từ một cái con chó nâu đỏ phối với một cái con chó gọi là màu đen nhưng mà gọi là đen lửa nhá, chứ không phải là đen tuyền đâu, đen mà lửa, khi mà nó thay lông ấy thì cái lông nó toát lên cái chất lửa ấy, đấy gọi là đen lửa. Đó là cái thông tin mà từ năm 2013-14 và 15 đấy, cũng có cái con chó đỏ sô cô la rồi. Thì em cũng đã tìm hiểu và nhiều thông tin của một số các cô chú anh chị em cũng đã lớn tuổi mà cũng phải gọi bằng chú bằng bác cung cấp thông tin cho. Cái thông tin này thì em nói thẳng với mọi người là không biết đúng hay biết sai, nhưng mà cái con chó đỏ sô cô la này đích thực là được tạo ra từ một con chó màu nâu đỏ với một con chó gọi là đen lửa. Đấy, thì nói chung là mọi người bảo ghép như thế nào cho nó chuẩn, thì thực sự cái cảm quan đối với cái trại của em đấy nhá, thì cái con đỏ sô cô la ghép với con đỏ sô cô la ấy thì thường thường nó sẽ ra, nói chung là khi mà ban đầu nó đẻ con ra ấy thì nó sẽ ra cái màu gọi là đỏ sô cô la đấy, nhưng mà càng ngày con nó lớn lên ấy thì có một số con là trong đó là có một số con nhá là đỏ sô cô la thật, một số con là nó sẽ rơi vào cái màu xám, một số con nó sẽ rơi vào cái màu đó là màu đỏ sẫm. Đấy, trong cái bảng màu đỏ thì có màu nâu đỏ này, màu đỏ sẫm này và màu đỏ sô cô la. Thì các cô chú anh chị em phải căn chỉnh như này này, khi chúng ta đã có một cái con đực như là cái con Tôm này này, đấy, khi chúng ta đã có cái đực như con Tôm này là màu đỏ sô cô la, thì chúng ta phải chọn một cái con cái như thế nào để nó có một cái kiểu gen nó không lấn át cái kiểu gen trội của con đực, thì cái con đực đó nó mới di truyền được cái màu đỏ sô cô la hoàn toàn sang cái giống con ở trong cái hệ gen cái đó được. Đấy, chứ không phải là chúng ta tìm một cái con cái nào đó nó có một cái kiểu gen trội để nó vượt trội hơn cái con đực, thì cái con đực nó sẽ bị yếu thế hơn, nó sẽ không di truyền được cái bản tính, bản chất và cái nguồn gen màu đỏ sô cô la của nó được. Đấy, cho nên là rất nhiều các cô chú anh chị em khi mà ghép đỏ sô cô la với đỏ sô cô la, khi mà đẻ ra thì thấy nó sô cô la đấy, nhưng mà khi nó lớn lên và nó trưởng thành thì nó lại trở thành cái màu đỏ sẫm. Mọi người phải xác định nha, cái màu đỏ sẫm với cái màu đỏ sô cô la nó hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là ấy đâu, chứ không phải là nó giống nhau nhá. Đấy, cho nên là sau khi mà cái quá trình mà em ghép như thế thì em nhận ra một điều rằng chỉ có những cái con cái mà nó ưu tiên cái kiểu gen của cái con đực thì những cái con đó mới đúc ra sô cô la hoàn toàn. Ví dụ như là cái con bắp kia, con bắp đây này. Đấy, cái con cái bắp nó đang nằm đây này. Đấy, năm 2020 em có ghép với cái con Tôm này. Cái con bắp là một cái con cái màu nâu đỏ truyền thống. Đẻ ra 5 con đều 5 con đỏ sô cô la và lớn lên trưởng thành đều giống màu của cái con Tôm này luôn, và bán cho các cô chú anh chị em. Ai cũng bảo màu rất tuyền, rất đẹp. Nhưng mà khi đấy, đây, chúng ta nhìn ra bên ngoài một xíu, đây là con gấu và cái con nick. Thì cái con gấu và cái con nick này Nó đẻ ra 4 con. Thì nói chung là trong đó có một con màu xám và 3 con màu sô-cô-la, nhưng lớn lên chỉ có 2 con là màu sô-cô-la và 1 con là màu đỏ sẫm. Cho nên là cái tính chất di truyền, cái bản gen là con đỏ sô-cô-la với con đỏ sô-cô-la là cái tính chất di truyền gen của nó đều trội như nhau.
thì có đôi khi thì nó lại quay trở về cái nguồn gen tổ tiên của nó, cho nên là nó không thẳng màu. Đấy, con cái cũng sô cô la rồi, con đực cũng sô cô la rồi. Có khi là nó đấu, nó đối chọi nhau, cho nên nó sẽ không ra những cái màu đỏ sô cô la tuyền như là những cái con màu nâu đỏ hoặc những cái con đỏ sẫm. Đấy, thì chúng ta khi mà chúng ta ghép ấy thì chúng ta phải hiểu cái yếu tố là con cái luôn luôn phải ưu tiên kiểu gen cho con đực, chứ không được con cái có kiểu gen trội hơn con đực là con đực nó di truyền nó sẽ không đúng so với cái mảng màu, tông màu hoặc là cái cốt cách của con đực, cái con đực. Tuy rằng là chúng ta phải chọn cái thật là đẹp, chúng ta phải chọn cái thật là chuẩn, nhưng có nhiều những cái con cái nó có những cái hệ gen cái vượt trội so với con đực để di truyền ngược, đó là di truyền hơn con đực, thì những cái con cái đó thường thường là chúng ta phải loại ra, hoặc là chúng ta vẫn là phối nó nhưng mà chúng ta ghép nó ở một cái quá trình khác để chúng ta sàng lọc, chúng ta giữ lại những cái bản gen của nó, chứ không phải là khi mà chúng ta phối ép ghép tuyền màu thì chúng ta phải làm như thế nào đó, chúng ta phải chọn những cái con cái nào đó nó phải có hệ gen gọi là ép phe so với con đực, gọi là kém hơn một cái con đực, ưu tiên cái kiểu gen của con đực. Có nhiều con nhá, đẻ nó ưu tiên hoàn toàn 100% cái gen của con đực, cho nên khi nó di truyền từ mảng màu cho đến cái di truyền cốt cách của con đực, nó luôn luôn thể hiện được là con đực phải vượt trội, cho nên là cái hệ gen con đực nó tuyền màu hết luôn, và nó phản ánh được là con đực ừ đây này, bố mày đây này, đấy, cha mày đây này. Đấy, thì thường thường người ta nói là chó giống cha, gà giống mẹ. Đấy, nhưng mà chúng ta có nhiều những cái bây giờ nó phát triển. Đấy, cho nên là nó di truyền nhiều, những cái con cái nó di truyền rất là mạnh, nó ép vào cái con đực lại. Cho nên là về cái vấn đề nhân giống cái màu đỏ sô cô la này, các cô chú anh chị em đừng có nghĩ rằng là ừ cứ đực sô cô la, cái sô cô la là sẽ đẻ ra màu sô cô la tuyền, không có đâu nha. Đấy, nó còn nhiều những cái yếu tố. Chúng ta chọn con cái nó như thế nào là ok, và chọn con cái nó phải di truyền như thế nào là ổn. Đấy, chứ không phải là ừ cứ đực mấy cái là phang với nhau. Rất nhiều những anh em nhá, có những cái cửa đực sô cô la phối với những cái con cái cũng sô cô la, về đẻ ra màu lúc bé cũng sô cô la nhưng sau khi lớn lên thành màu đỏ sậm. Chắc chắn một điều rằng rất nhiều các idol đã làm như thế và đã nhận được kết quả như thế. Lúc cọc thì là cọc 30-40 triệu, nhưng cái lúc mà nó lớn lên khoảng tầm 3-4 tháng bắt đầu nó lại có một cái giá cả khác. Đó, có rồi nha các cô chú anh chị em. Đấy, cho nên là mọi người phải rút kinh nghiệm về cái vấn đề chúng ta đúc về cái giống đỏ sô cô la. Chúng ta có con đực đẹp sô cô la rồi, chúng ta phải chọn một cái con cái nào đó nó phải có kiểu gen ưu tiên kiểu gen của con đực, chứ không được vượt trội so với con đực. Đấy, đó là cái cách hiểu đơn giản nhất, chứ không phải là ừ cứ cái sô cô la đỏ sô cô la phang ra con sô cô la là không có đâu nhá. Cái này là vô cùng sai lầm đấy. Cho nên là các cô chú anh chị em cũng phải để ý về cái chế độ nhân giống này. Đấy, đây là cái kinh nghiệm cá nhân bản thân của em chia sẻ với các cô chú anh chị em. Đây, con nick đây. Con nick này lại đi tơ rồi. Mới mọc lông xong đang mượt này và béo béo lại bắt đầu lại đi tơ rồi. Đó. Con của con nick thì cũng đã được chia cho các cô chú anh chị em rất nhiều rồi. Cũng giữ lại mấy con này để quay chụp cho các cô chú anh chị em và cũng làm giống luôn. Đấy, con đần Nga Úy đây, của anh Huy Trần đây. Ý, con này này. Đó, cái con này này. Đấy, cái con màu nâu đỏ truyền thống này mới là cái con di truyền tốt này. Nói thật với các cô chú anh chị em đấy. Chứ mọi người bây giờ mọi người hay không chơi cái màu nâu đỏ đấy, mọi người sai lầm đấy. Đây, cũng màu nâu đỏ truyền thống đó. Nhưng mà con này thì gọi là đỏ sẫm, chứ không phải là màu nâu đỏ ấy đâu. Đâu rồi, con màu nâu đây. Đây, nâu đỏ truyền thống đây. Đi ra đây. Đấy. Nâu đỏ truyền thống đấy. Di truyền rất tốt luôn nha các cô chú anh chị em. Di truyền cực kỳ tốt. Nó ưu tiên cái kiểu gen của con đực gần như là 100% luôn. Đây, quay cho các cô chú anh chị em một nhân vật sống luôn. Đẻ lúc nào cũng 5-6-7 con luôn, con bí. Đấy, ngày xưa nó là một cặp là con bầu, nhưng mà con bầu thì chia cho một anh ở
ở dưới Đồng Nai, một trại cũng đang hợp tác rất là lâu với thời điểm hiện tại. Hợp tác rất là lâu. Đây con bí đây. Em nói thật mọi người nha, đúc ra đẻ 6 con sô cô la đều 6 con sô cô la luôn, lớn lên tất cả đều sô cô la. Nó ưu tiên cái kiểu gen của con đực gần như là 100%, nói 100% thì nó hơi quá, 99,9% đi. Đấy, con này được giữ lại là một bản gen của những cái con chó cổ, chó cái cổ. Mọi người thử xem những cái kiểu hình kiểu dạng của những cái con cổ thì thường thường cái con này là mập nhất là 19 kg, còn đâu nó cứ ở một mức là 10-18 kg, không bao giờ dưới nha. Mà những cái con chó cổ ấy thường thường khung gặm của nó thế này, nó không bao giờ gầy đâu các cô chú anh chị em ạ. Chắc chắn một điều 100% luôn, nó không bao giờ gầy. Con này nếu mà muốn nhìn thì nó gầy, không bao giờ thấy nó gầy luôn, từ lúc bé đến lúc lớn. Tại vì cái kiểu hình kiểu trạng của nó ở một cái mức độ như này thì không bao giờ có cái từ gầy. Đấy, cũng đang đi tơ rồi. Đấy, cũng đang đi tơ rồi. Đấy, lông bờm lông cũng phân bố bờm lông theo quy định luôn. Bờm cổ này, bờm vai này, bờm lưng này, chỗ nào ngắn là ngắn mà chỗ nào dài là dài. Đấy, mọi người nhìn thấy nét biếc màu mạng là ngon lành cành đào hết. Nhưng mà mỗi tội cái giống cái này thì cái bờm cổ của nó thì nó sẽ không đặc sắc bằng cái giống đực. Thế thôi. Nhưng mà nó vẫn có nha, vẫn có bờm cổ nha. Đây, vẫn to nha, bờm cổ vẫn to. Đấy, vẫn có một cái mức độ nhất định. Đấy, chỗ nào ngắn là ngắn, chỗ nào dài là dài. Rồi, tản mạt với các cô chú anh chị em về cái chế độ nhân giống cái giống đỏ sô cô la là như thế thôi. Còn mọi người thích nhân kiểu gì thì nhân, miễn sao ra đỏ sô cô la chơi là được. Còn đối với cá nhân bản thân của em nhân như thế nào, với cái kinh nghiệm của em ở trại cũng đẻ ra được rất nhiều những đứa chó rồi, thì em cũng tư vấn cho các cô chú anh chị em thế thôi. Mọi người dùng được những cái kiến thức mà cái cá nhân bản thân của em chia sẻ thì mọi người dùng nhé. Đấy, chứ còn nói chung là biết đúng biết sai. Đấy. Cho nên là nó khó lắm. Đấy. Con này cũng là một cái con màu đỏ, đỏ sô-cô-la, đang thay lông. Thay lông thì thường thường lông nó vàng, nó bợt đi. Rồi, từ túc nó ra. Rúi. Đấy. Đây. Gấu đây. Đây, con này là bố của con này. Bố của con này. Đấy. Còn con này là con. Con này là con của con này. Con này là con của con này. Cắn nhau ác quá, nhiều đực quá, cắn nhau nhiều quá. Các cô chú anh chị em muốn chia sẻ lại đực thì liên hệ với em. Nhà không gì ngoài đực. Em thật luôn, chưa có một cái trại chó nào mà nuôi đực cuồng như là trại chó của em. Em nói chung đực gần bằng cái luôn. Rồi, vui vẻ với các cô chú anh chị em chia sẻ một số những cái kiến thức cá nhân bản thân thế thôi nha. Xin chào và gặp lại tất cả các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nha. Đây, con này con tôm đây. Vẫn còn bé lắm, đang đái ngồi.